thợ làm đầu mới tuyển được. Mới tuyển cho chị Giang. Mới tuyển được, mai mốt phụ cho chị Giang làm đầu cô dâu. Đó. Thợ này rất là nhiệt tình. Làm gì mà bắt cỡ nó chịu hay không cũng làm. Có đồng ý không bây giờ làm. Làm hết luôn. Thợ này rất là chăm chỉ. Tính bữa trước nghèo quá tính cho ở đỡ rồi nhưng mà thôi tính ra vẫn còn làm việc được nên giữ lại. Cái con mèo. Mèo. Trời ơi nó liếm nhiệt tình luôn chứ.